Hello, xin chào anh em. Chúc anh em một mùa hè thật là bùng nổ nhá. Mùa hè thì nhiều game mà mình thì cũng có nhiều thời gian anh em ạ. Với lại nhờ anh em cũng yêu cầu quá, thế cho nên ngày hôm nay mình sẽ chơi tựa game Project 9 luôn anh em nhá. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em tuân thủ tất tần tật luôn anh em nhá. Thì anh em đăng nhập vào game, sau khi nó hướng dẫn tuân thủ xong thì chúng ta sẽ lên level 7. Và bây giờ việc đầu tiên là gì anh em biết không? Đó chính là nhập gift code anh em ạ. Thì chúng ta ấn vào phần avatar nhân vật nhá. Đấy, thì nó hiện luôn phần gift code nè. Code đầu tiên, chiến thuật cyber. Đây, nhập luôn này. Ồ, được một cái hợp đồng này, dùng để chiêu mộ nhanh em 399 kim cương, khá là ngon. Code thứ hai, cây nhận skin. Được cái gì nào, liệu có skin hay không đây? Ồ, hai cái hợp đồng nha. Code thứ ba, 7 ngày nhận 7 triệu anh em ơi. Ồ, được hai cái hợp đồng nè. Code thứ tư, Project 9, nhận luôn nào. Ui, code này là ngon nhất, được 5 cái hợp đồng này anh em ơi. Code thứ năm, Cyber. Rồi, 4 cái hợp đồng, tuyệt vời nha. Và code cuối cùng gacha anh em ơi. Với lại nếu như anh em vào trang teaser của cái tựa game này ấy, thì anh em kéo xuống đây có cái phần gift code này. Và bây giờ chúng ta chỉ việc nhập email, số điện thoại vào thôi. Ấn xác nhận một cái là nhận được code nhá. Tức là mình chỉ cần nhập thôi nha anh em. Sau đó ấn xác nhận một cái là nó hiện ra code luôn, chứ nó không phải là gửi về email đâu. Đấy, sau đó anh em ấn copy cho mình này. Bây giờ lại quay vào game và nhập thôi. Xác nhận. Ok, wow, được thêm 3 cái hợp đồng 99 kim cương, tuyệt vời nhá. Điểm tình báo cũng có luôn nè. Có thể cái code cuối cùng mà anh em chưa biết cách lấy đâu, thì anh em lưu ý nhá, code đấy cũng khá là ngon đấy. Và sau khi mà nhập code xong thì chắc chắn là anh em tân thủ cần phải vào chiêu mộ nhá, để có thể là xây dựng đội hình đi chiến đấu giai đoạn đầu game này. Được em nào SSR hay không đây? Ôi, hai em luôn. Ui ui, pha đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ được hai em nhá, bởi vì mình thử một server khác rồi cũng được hai em luôn. Và có em Rima là một này. UL, hai em này ở đầu game kiểu gì cũng ra. Mình test ở một server khác mà cũng ra hai em này luôn. Ok nha. Đấy, sau khi chiêu mộ xong thì chúng ta ấn vào đội hình đề cử là có thêm kim cương này. Đó, cứ mỗi một em tướng trong đội hình đề cử là hoàn toàn có được 50 kim cương. Đó, tất nhiên là đối với tướng phẩm cam. Còn đâu tướng phẩm tím tức kiểu SR thì nó chỉ được 30 kim cương thôi nhá. Đấy rồi, tiếp tục nhận kim cương này anh em ơi. Ui, đội nữ thương này đẹp thế. Nhận hết rồi nha anh em, để xem lên là bao nhiêu kim cương đây. 1.335 kim cương rồi. Ồ, được. Bây giờ thì anh em tuân thủ ấn vào phần hero cho mình nhá. Mình sẽ thay thế hai em phẩm rà này ra đi. Cho em Euler vào này. Em này thì làm tướng phụ trợ khá là ngon. Và bây giờ chắc chắn là phải cần đam chính rồi. Rima vào trận thôi. Ok luôn. Ui, lực chiến cộng nhiều thế. Và tiếp tục là mình sẽ bồi dưỡng lên, tăng phát lên level 10 luôn. Ok. Ui, em này còn tiến bậc được này. Tiến bậc luôn. Ồ, tiến bậc tăng nhiều lực chiến phết nha anh em. Anh em tân thủ cứ tự tin mà chơi nhá. Bởi vì mấy con tướng ở trong này, mặc dù anh em có thể nhìn thấy phẩm SR và R đi chăng nữa, thì cuối cùng kiểu gì cũng có thể nâng lên UR hết nha. Không có con tướng nào yếu cả. Cứ tự tin mà chơi anh em ạ. Không cần phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều anh em ơi. Trong các cái video tới thì chắc chắn là mình cũng sẽ hướng dẫn thêm về cách xây dựng đội hình, kiếm tài nguyên được đầy đủ luôn. Sau khi mình chiêm mộ xong được hai con vợ SSR này rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta đi vượt đải sẽ rất là dễ dàng luôn. Và lúc này anh em tân thủ dành hết thời gian để cắm mắt đi vượt đải cho mình nhá. Và để tăng tốc độ vượt đải thì anh em tân thủ lưu ý cái điều này cho mình nhá. Đây này, khi mà sử dụng cái điểm nộ này đúng không, nó sẽ hiện ra một cái thước phim ngắn như thế này, trông thì rất là ngầu. Nhưng nếu như anh em nào mà vội không có nhiều thời gian thì mình sẽ hướng dẫn anh em tắt bỏ cái đấy nhá. Rồi, anh em vào avatar nhân vật nhá. Anh em ở đây nhìn thấy cái phim thần binh không, thì chỉ việc ấn sang cái nút tắt thế là xong anh em ạ. Và bây giờ đi về này thì đảm bảo với anh em luôn là nó sẽ cắt bỏ cái thước phim nhá, nó chỉ có hiệu ứng skill ở đây thôi. Nào, chiến đấu nào. Đây, ok luôn đó anh em thấy chưa, mất luôn cái thước phim thần binh đi nhá, tiết kiệm được khá thời gian đấy. Anh em tân thủ chịu khó đi về này giai đoạn đầu game một tí nhá, bởi vì là chúng ta sẽ có thêm những cái đó chính là hợp đồng để chiêu một tướng. Có nhiều tướng xịn thì lúc đấy chúng ta mới đi làm các cái hoạt động nó ngon được. Xịn sò thực sự lỗ nộ hai lần này, bởi vì nó có hai cái thần binh rồi anh em ạ. Lên level 13 này chắc chắn anh em sẽ có thêm được cái thần binh nữa thì sẽ trang bị vào và nộ được hai phát, quá ngon. Mình thấy có cái event 5.000 lượt quay này là hay này anh em này. Mình đặt level 20 phát là có thể rút luôn nhá. Có 3 con thì mình có thể là chọn một luôn. Wow, hiệu ứng đẹp thực sự luôn. Có một em SR, để xem này làm gì đây. Uầy, được thực sự này anh em ơi. Jin, đây là một con phòng ngự khá ổn nha anh em. Tiếp theo, để thằng thứ hai này xem ra là thằng gì này. Ủa, em gì đây. Con vợ ở đây, Kru là một con tướng hỗ trợ anh em ạ. Cuối cùng là em gì nào, em thứ ba nha anh em ơi. Em gì đây, ui, hai em này kích duyên cho nhau luôn. Uầy, xịn nha, tha hồ xây dựng đội hình anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình mới level 15 thôi, bao giờ lên được level 20 thì mình mới được nhận. Thế mình cứ phải đi chiến đấu để cho lên level cái đã. Còn về việc xây dựng đội hình thì mình sẽ làm nguyên một cái video để hướng dẫn anh em tuân thủ. Thế cho nên là anh em nhớ theo dõi nhá. À, và anh em đừng lo nhá, bởi vì khi chúng ta đi vượt ải qua chương 79 thì hoàn toàn là có thể ấn bỏ qua này. Đấy, bây giờ thì vượt ải còn là siêu tốc luôn. Đây rồi anh em ơi, sau khi đi vượt ải một lúc làm nhiệm vụ mình đã lên là level 20. Và chắc chắn rồi, lên level 20 thì chúng ta có gì? Đó chính là nhận tướng SR anh em nhá. Thì mình sẽ nhận luôn, đó chính là em Jin. Đây, em Jin của mình đây. Cái bản là trong đội hình của mình thì cũng đã có em hỗ trợ rồi ấy. Mình sẽ lấy thêm một tanker nữa. Lên level 27 lại tiếp tục có thể nhận được này. Liệu rằng đây sẽ làm gì đây? Ồ, Kru này. Còn lần này làm gì đây?
Ồ, ngon này, Odin. Wow, được nha. Và cuối cùng là em gì nào? Chén này, mở ra xem nào. Ôi, đại tiểu thư. Xịn này anh em ơi. Đổi luôn này, ra trận luôn nào. SSR nhìn nó phải khác chứ. Ôi, start. Tiện start con bò cho anh em. Ở trong cái phần phúc lợi có rất là nhiều quà, anh em tân thủ lưu ý nhá. Đầu tiên là cái quà điểm danh nhá. Ôi rồi đăng nhập 3 ngày phát là chúng ta có được chọn luôn một hero SSR này. Ngày thứ hai là chúng ta có 10 cái hợp đồng chiêu mộ, rất rất nhiều những phần quà nữa. Đó, cho nên là nhớ điểm danh anh em ạ. Theo dõi fanpage này, đấy, tham gia group cũng được luôn. Vote up 5 sao cũng được luôn này. Và có một cái hay, đó chính là săn quà trên Shopee. Thế là nhận được khá là nhiều phần thưởng rồi. Bây giờ đi chiêu mộ nó cũng ổn luôn này anh em. À, mình cũng chia sẻ luôn cho những anh em nào mà muốn đầu tư nhá, thì ở cái phần gói quà thời hạn ấy, cái gói quà này cực kỳ là ngon, bởi vì là nó chỉ tốn có vài ngọc thôi anh em ạ. Được rất là nhiều vé chiêu mộ cũng như là kim cương luôn nhá. Nhưng mà nó ngon cho nên là nó sẽ có thời gian nhất định, nếu như anh em nào không để ý là nó sẽ biến mất đấy. Anh em lưu ý đến cái phần hoạt động thời hạn này anh em nhá. Ở trong này thì anh em lưu ý đến cái phần quà đặc biệt nhá, nó đang bị lỗi này. Đây, 12 ngọc, 5 hợp đồng 120 kim cương. Tuy nhiên 6 ngọc lại có 420 kim cương và 15 cái hợp đồng. Hách trưởng đang bị lỗi anh em ạ. Thế cho nên anh em múc ngay cho mình trước khi nó fix lại nhá. Ảo thực sự luôn, cứ múc với gói cảm hứng này này, ngon lành luôn anh em. Đây, à, bên cái đấy thì đăng nhập cũng có quà luôn này. Ngày 1, ngày 2 nhiều quà là đằng khác anh em ạ. Đấy, được rất là nhiều hợp đồng chiêu mộ nhá anh em. Nhớ anh em tân thủ thì cũng có hỏi là ngày đầu tiên thì chúng ta nên làm cái gì trước, làm cái gì sau. Thì anh em tân thủ để ý đến hai cái cho mình nhá. Thứ nhất đó chính là mục tiêu ngày hôm nay, và cái thứ hai nữa đó chính là trong cái phần nhiệm vụ ngày. Trong cái phần nhiệm vụ ngày này thì chúng ta còn có cả nhiệm vụ tuần này, thành tựu nữa và nhiệm vụ thời hạn, thì kiếm được rất là nhiều tài nguyên luôn. Bây giờ mình sẽ follow thực cái nhiệm vụ ngày này để có thể kiếm XP nhân vật lên cấp, cứ thế chiêu mộ là ok là nhất anh em ạ. Đây, bây giờ mình sẽ gửi lời mời kết bạn để có thể là tăng cái điểm hữu nghị này lên. À, mình quên đấy, còn cái nhiệm vụ ủy thác công tác này ngon này anh em này. Best nhất anh em cũng phải chọn cái nhiệm vụ 5 sao trở lên nhá. Ấn công tác này, ủy thác tướng, công tác nhanh xuất phát, cái là xong. Công tác nhanh xuất phát, mình sẽ làm mới xem ra được cái nhiệm vụ nào mà 5 sao không. Ui, khoan, đây này, đôi 4-6 sao. Ồ, ngon. Nhưng ở trong này anh em cần lưu ý cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà chúng ta ấn công tác ấy, anh em ấn công tác nhanh đúng không, thì ở đây nó sẽ có cốt phẩm này. Ví dụ như phẩm SSR nhá, phẩm lam, phẩm R này. Và đây phải có một con phẩm SR nữa thì anh em sẽ nhận được thêm cái thưởng này. Nếu như mà bây giờ mình cứ ấn xuất phát, nó sẽ hiện ra một cái cảnh báo hero đang chọn không thể nhận thêm thưởng, có xác định tiếp tục hay không. Thì anh em ấn dấu X cho mình bỏ đi. Chờ bây giờ chọn anh em SR đây nhá thì chơi. Còn như này em R này không nhận đến thưởng nó phí ra, đúng không? Đấy là cách để chúng ta có thể tối ưu hóa tài nguyên nhá. Bởi vì một số anh em tân thủ thì chưa hiểu hết mà. Đặc biệt mình thấy là trong cái phần nhiệm vụ tuần này này, cái mốc dương này ngon, 30 mảnh dương SR nhá, 20 mảnh dương SR, 10 mảnh dương SR, 60 mảnh thôi. Quá trời tuyệt vời. Với lại nhá, khi anh em mà đi chiêu mộ các kiểu xong mở được kích hoạt tướng thì anh em vào trong phần chung cư. Ở đây anh em ấn vào phần hồ sơ hero. Và rồi, kích hoạt nhanh một cái. Đó, lực chiến tăng nhiều không anh em? Xịn sò luôn. Rồi, kích hoạt nhanh này, lực chiến cộng 3.400. Tiếp tục, lại có thể là lên 3.200. Xem nào, lên được bao nhiêu? Ôi, 424 bởi vì hệ này chiêu mộ được ít tướng quá. Thế cho nên là ở trong này mình thấy tướng nào cũng quan trọng, tướng nào cũng nâng cấp được hết anh em ạ. Cứ nâng lên, có gì lực chiến chả tăng. À đúng rồi, mình có túi một cái. Bởi vì mình nhớ lúc nãy là được một cái dương để chọn tướng SR này. Ở đây có 4 nhóm tướng để cho anh em có thể lựa chọn này. Băng Cyber War, Học viện Alpha, Thuật sư Cổ tộc và Gia tộc Phanto. À, nhưng mà thôi, thì ngày mai mở đi. Bởi vì ngày mai thì mình sẽ ra một cái video để hướng dẫn anh em cách xây dựng đội hình trong video đó. Mình sẽ mở cái dương này làm sao cho nó hợp lý nha. Thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.